Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, tự do báo chí là quyền cơ bản của công dân. Điều này đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Ở Việt Nam, quyền tự do báo chí của người dân đã và đang được đảm bảo và tiếp tục được nhà nước hoàn thiện, củng cố. Tuy nhiên, tự do báo chí cũng chính là chiêu bài để những tổ chức cá nhân không có thiện chí với Việt Nam lợi dụng để chống phá Việt Nam với những luận điệu như Việt Nam bóp nghẹt tự do báo chí, áp đặt tư tưởng và nội dung lên báo chí, vi phạm quy định về nhân quyền, từ đó xuyên tạc kích động các hoạt động chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam, khiến cho lợi ích quốc gia dân tộc bị tổn hại, nhất là trong quan hệ quốc tế. Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật hôm nay sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề. Hơn 150 năm trước, nhà triết học người Anh John Stuart Miller cho ra đời một tác phẩm nổi tiếng về tự do. Đó là cuốn Bàn về tự do, On Liberty. Tư tưởng của John Stuart Miller mang đậm dấu ấn duy lý của văn hóa phương Tây, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, nhưng không phải là hình mẫu cụ thể, mà chỉ phác họa những nguyên lý nền tảng căn bản bảo đảm quyền tự do của cá nhân con người đối với cộng đồng xã hội. Trong những quyền tự do của con người mà John Stuart Miller đề cập, có quyền tự do báo chí và được coi là một trong những quyền căn bản nhất. Tư tưởng của John Stuart Miller ở luận điểm này gần giống với luận điểm của các Marx khi ông cho rằng báo chí nói chung là sự thực hiện tự do của con người. Do đó, ở đâu có báo chí, ở đấy có tự do báo chí. Báo chí là công cụ của một giai cấp, phụ thuộc vào giai cấp cầm quyền lãnh đạo xã hội và bị chi phối bởi luật pháp. Cho nên không có tự do báo chí vô hạn, không có tự do báo chí tuyệt đối, mà báo chí tự do ở đây chỉ là tương đối, bị quy định giới hạn bởi luật pháp và pháp luật. Mỹ là quốc gia không có luật báo chí. Những gì liên quan đến báo chí chỉ được ghi một câu trong tu chính án lần thứ nhất, điều bổ sung sửa đổi như sau. Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào giới hạn quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí của công dân. Chính vì vậy mà không ít người do không hiểu sâu sắc về luật pháp Mỹ hoặc cố tình không hiểu, cứ viện dẫn điều này để nói rằng tự do báo chí ở Mỹ là không giới hạn. Một số người còn cho rằng tự do báo chí ở Mỹ và phương Tây là hình mẫu để Việt Nam học tập. Thực tế vấn đề này ra sao hay chỉ là ngụy biện? Không riêng gì Mỹ, nhiều nước khác cũng không có cái luật báo chí. Tuy nhiên, nó sẽ có những cái điều khoản khác của những cái luật khác, những quy định về cái làm sao để thực hiện cái sự tự do này, hay là cái khuôn khổ tự do của nó. Nói tự do là vô hạn, không có, nên tự do nào là vô hạn cả. Tất cả một cái những cái khung tự do nào đó đều có những cái khung của nó trong cái môi trường nào đó cụ thể. Ví dụ như là Mỹ cũng có những cái điều luật quy định không được gọi là một cho các cá nhân không được tự ý tung tin sai, tin đồn sai, nói xấu một số cái chính phủ nào đó hay chính phủ của họ, hoặc là tự ý mà in phát tán một số tài những cái loại tài liệu nào đó chống phá lại chính quyền. Tuy nhiên, bất chấp các thành tựu nhân quyền của Việt Nam, các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện chí thường viện dẫn các quy định của pháp luật quốc tế và luật pháp Việt Nam về quyền con người, nhất là quyền tự do ngôn luận, như tại Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, khoản 2, điều 19, các điều khoản quy định trong chương 2 Hiến pháp năm 2013 về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Song thực tế, đây lại là sự viện dẫn không đầy đủ, mang tính cắt xén, không khách quan, làm sai lệch bản chất vấn đề khi đã cố tình bỏ qua những điều khoản quy định khác về nghĩa vụ kèm theo khi thực hiện các quyền đó. Thưa quý khán giả và các đồng chí, núp dưới danh nghĩa đấu tranh vì tự do báo chí, Trịnh Hội và một tổ chức có tên viết tắt là Voice đang có xu hướng ngày càng cực đoan trong các hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Trong đó, chúng kêu gọi thành lập và cổ suý cho cái gọi là hệ thống báo chí độc lập tại Việt Nam nhằm mục đích đen tối. Điều này đi ngược lại với dòng chảy tiến bộ của nền báo chí nước nhà. Hoạt động của họ chẳng những phản tiến bộ mà còn vi phạm hiến pháp và pháp luật. Phóng sự sau sẽ góp phần làm sáng tỏ vấn đề này. Những năm gần đây, Voice chính là tổ chức mà Trịnh Hội sáng lập, kiêm giám đốc điều hành phụ trách chi nhánh ở Philippines, là một trong những sản phẩm do tổ chức khủng bố Việt Tân tạo dựng để quyên góp tiền từ dân chúng và các loại quỹ dân chủ nhân quyền. Voice là viết tắt của Vietnamese Overseas
Initiative for Conscience Empowerment, tức là sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại. Một tổ chức lấy lương tâm để che đậy hành vi chống phá nhà nước và nhân dân Việt Nam. Voice mở chi nhánh ở nhiều nước lấy danh nghĩa là thiện nguyện vì cộng đồng làm vỏ bọc hoạt động, tìm kiếm tài chính cho tổ chức khủng bố Việt Tân, và một trong những hoạt động chính của chúng là tích cực vận động để thành lập hệ thống báo chí độc lập tại Việt Nam. Đã đến lúc không thể coi đó là một tổ chức xã hội dân sự, mà thực chất là trá hình để tiếp tay cho khủng bố và cần phải bị lên án. Những cái thủ đoạn này không mới, tuy nhiên nó hết sức nguy hiểm, mưa dần, thấm lâu. Đấy, và theo cái thông tin mà tôi nghiên cứu được ấy, thì ví dụ như là cái tổ chức Voi chẳng hạn, thì họ cho biết là trong năm vừa qua đã tổ chức tới 10 cái khóa mà đào tạo bồi dưỡng những cái cây bút trẻ, nhưng mà thực chất là những cái người mà bất đồng chính kiến và có những cái quan điểm lệch lạc, để trở thành cái mà họ gọi là nhà báo công dân. Thực tiễn là trên thế giới đã cho thấy những cái bài học hết sức nguy hiểm. Ví dụ như là phong trào mùa xuân Ả Rập, rồi phong trào chiếm lấy phố Buôn chẳng hạn, thì đều bắt nguồn từ những cái người mà mang danh là nhà báo công dân, sau đó là họ live stream, họ trực tiếp, họ kích động, và từ những cái sự việc ấy để lôi kéo, tạo thành tâm lý đám đông, thành những cái cuộc tụ tập biểu tình. Tiếp cận từ góc độ nào thì tự do báo chí, tự do ngôn luận cũng không đồng nghĩa với việc nhà báo dẫn nguồn tin thiếu chính xác, bịa đặt ra câu chuyện hay xào xáo, sao chép thông tin của báo khác. Thời gian gần đây, việc một số tờ báo đăng tải thông tin sai sự thật ảnh hưởng tới vai trò uy tín của báo giới trong xã hội đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, có người là đặt hiện tượng này trong quan hệ với cái gọi là tự do ngôn luận. Vậy trên thực tế, sự thật có đúng như họ bao biện? Họ hình thành một số cái trang mạng. Những cái trang mạng này theo pháp luật Việt Nam thì không phải là những cái trang thông tin điện tử, cũng không phải là các cơ quan báo chí được thừa nhận và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam. Và thường có cái tên miền, không phải là tên miền đuôi.vn, nhưng mà họ lại tự xưng là những tạp chí độc lập, hay tự xưng là những cái trang tin, những cái tờ báo riêng. Và những cái trang này thì nhiều khi là có cái lượng tương tác, những cái lượng đọc tương đối cao, có khi là lên tới hàng trăm ngàn lượt đọc mỗi ngày chẳng hạn. Nhưng mà thực tế thì không phải là những cái cơ quan báo chí thực sự, mà họ chỉ có một cái dòng chảy chung ấy, là truyền bá, đưa những cái thông tin kích động, xuyên tạc những cái mặt trái, mặt tối của xã hội, rồi là xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, nhà nước. Trên thực tế, không chỉ ở Việt Nam mới có chế tài đối với hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để vi phạm pháp luật, mà ở Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore đều có luật và điều khoản luật xử lý nghiêm khắc hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí làm tổn hại lợi ích quốc gia, dân tộc và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tuyên bố về nhân quyền của Liên Hợp Quốc năm 1948 cũng đã nói rõ rằng là tự do báo chí là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, nó phải không được làm ảnh hưởng đến tự do đến người khác, đến tự do của người khác, không làm ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa, đến các cái định chế của từng xã hội một. Và do đó, cái việc áp dụng một cách tuyệt đối máy móc vào các cái mô hình và xã hội khác nhau một thứ tự do tuyệt đối báo chí là điều phi logic và không khoa học. Bất cứ quốc gia nào cũng không có nền tự do báo chí tuyệt đối, mà báo chí phải tuân thủ những nguyên tắc, luật lệ, chế tài nhất định của pháp luật và chính quyền. Mọi quyền lợi đều phải gắn liền với nghĩa vụ và đặt trong những giới hạn khuôn khổ phù hợp với các giá trị chuẩn mực xã hội để bảo đảm rằng việc thực hiện quyền của người này không làm ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Trong xã hội mà quyền con người được khẳng định và nhà nước luôn tạo điều kiện để bảo đảm sự phát triển của quyền con người, thì tự do báo chí và tự do ngôn luận là các yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung. Đó cũng là điều lý giải tại sao các năm qua ở Việt Nam, tự do báo chí và tự do ngôn luận lại có những bước tiến không thể phủ nhận. Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được hiến định. Tất cả các bản hiến pháp của nước ta từ trước đến nay đều có những quy định về tự do ngôn luận, tự do báo chí và khẳng định đây là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, của mọi công dân. Vừa qua chúng ta đã cho ban hành cái luật báo chí 2000
2016 thì phải nói rằng là thể hiện một cái sự tiến bộ tích cực nhất định, đáp ứng với cái yêu cầu phát triển của đất nước, là mở rộng cái quyền tự do báo chí và báo chí hành nghề theo đúng luật pháp. Luật báo chí cũng nêu rõ trách nhiệm của nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ, không tổ chức cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên các báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tập thể và công dân. 2016 thì chúng ta có 6 chương, ít hơn 1 chương, nhưng có đến 61 điều. Trong đó có 2 cái điều ghi rất rõ, điều 12 và điều 13. Điều 12 ghi rõ là trách nhiệm hội nhà báo đối với tự do báo chí, tự do ngôn luận. Và điều 13 là trách nhiệm của nhà nước đối với tự do báo chí, ngôn luận. Điều này muốn khẳng định rằng Đảng, nhà nước ta ghi nhận và thực hiện một cách nghiêm túc cái tự do báo chí, tự do ngôn luận. Nhưng đồng thời cũng kiên quyết là cấm tất cả những hành vi trái pháp luật, vi phạm đến cái chủ quyền quốc gia, gây cái tác hại cho cái lợi ích của dân tộc. Những năm qua, báo chí Việt Nam đã có sự phát triển nhanh về số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ những người làm báo. Hiện nay, cả nước có trên 800 cơ quan báo chí với hơn 1.000 ấn phẩm, một hãng thông tấn quốc gia, 67 đài phát thanh truyền hình với 179 kênh truyền hình các loại và trên 1.500 trang thông tin điện tử tổng hợp, trên 400 mạng xã hội được phép hoạt động với lượng truy cập rất cao, ảnh hưởng ngày càng lớn về thông tin. Hiện tại, Việt Nam có trên 60 nhà xuất bản, trung bình mỗi năm xuất bản hơn 20 vạn xuất bản phẩm với hơn 300 triệu bản. Số lượng đầu báo cũng như là các cơ quan phát thanh truyền hình ở Việt Nam, hay là số lượng người sử dụng Internet cũng như là các cái mạng xã hội của Việt Nam tăng rất là nhanh và hiện nay ở mức độ rất là cao. Và chúng ta thấy rằng là Internet ở Việt Nam có mặt ở rất nhiều nơi và cái gọi là tiếp cận vào Internet thì rất là dễ dàng bất kỳ ở nơi đâu với nhiều mạng xã hội, mạng nhà cung cấp dịch vụ để chúng ta sử dụng. Tuy nhiên thì tôi vẫn nói rằng là mình có nhiều và mình cũng phải nên có những cách quản lý những cái trang mạng xã hội đó. Thực tế cho thấy, sự phát triển của hệ thống truyền thông của Việt Nam không chỉ giúp nhân dân thỏa mãn nhu cầu văn hóa, mở mang và trao dồi tri thức, mà trở thành diễn đàn với nhiều hình thức phong phú, sinh động để các tổ chức xã hội, mọi người dân có tiếng nói lành mạnh, đóng góp ý kiến, thậm chí phản biện đối với các chủ trương chính sách của nhà nước và của các cấp chính quyền. Trong nhiều trường hợp, hệ thống truyền thông thật sự là công cụ bảo vệ lợi ích xã hội, bảo vệ quyền của người dân, nhất là kiểm tra, giám sát thực thi các chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhiều cơ quan báo chí ở Việt Nam chủ động tích cực phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, phê phán hành vi vi phạm quyền công dân cùng những biểu hiện tiêu cực khác. Luật an ninh mạng hiện nay có cái tính ưu việt là vừa phát huy được cái quản lý chặt chẽ không gian mạng, nhưng đồng thời cũng đã chỉ rõ những cái hành vi, những cái hiện tượng mà vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng cũng như là an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chia ra là những cái nhóm hành vi, những cái hành vi mà vi phạm như thế nào thì bị xử lý. Thì tôi thấy rằng luật rất là cụ thể và có thể nói là tiệm cận được với lại những cái quy định chung ở trên thế giới. Cũng như các nước khác trên thế giới, Việt Nam có những quy định pháp luật để hạn chế và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Việc trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng có những hình thức xử lý đối với các cá nhân như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hữu Quốc Duy, Mai Phan Lợi, Đỗ Hùng về hành vi cố tình lợi dụng quyền tự do cá nhân nhằm xâm hại đến lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, cơ quan, nhà nước đã cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật. Thưa quý khán giả và các đồng chí, rõ ràng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận, xuyên tạc, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế của một xã hội văn minh tiến bộ. Vì vậy, những tổ chức cá nhân cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí truy cập vào trang thông tin điện tử www.qbvn.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình sau.